thanh niên là lực lượng lao động trẻ, là chủ nhân tương lai của đất nước. Dù ở giai đoạn lịch sử nào, họ luôn xung kích, đi đầu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và ngày nay, lực lượng đoàn viên thanh niên là một trong những nhân tố quyết định đến thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đảng, nhà nước ta luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Coi việc chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực, bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Từng bước phát huy tính sáng tạo, khơi dậy tinh thần xung kích tình nguyện, tính tích cực của tuổi trẻ. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cấp bộ đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên đã tích cực thực hiện các chương trình hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Trong đó có rất nhiều thanh niên đã được tiếp cận nguồn vốn vay hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên thông qua chương trình hỗ trợ vốn vay của các ngân hàng. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, vấn đề khởi nghiệp, trong đó có thanh niên khởi nghiệp đang là câu chuyện thời sự kinh tế của đất nước. Các tổ chức, đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có nhiều chương trình, chính sách cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên. Đồng thời, tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy và hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tại huyện Thạch Thành, trong những năm gần đây, được sự quan tâm chỉ đạo lãnh đạo của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên, phong trào thanh niên khởi nghiệp đã và đang được triển khai, thực hiện và có sức lan tỏa rộng khắp. Qua đây đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu với những mô hình khởi nghiệp khác nhau. Trong khuôn khổ chương trình này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn một số mô hình thanh niên khởi nghiệp ngay tại địa phương nơi họ sinh ra và lớn lên. Vào những ngày này, đến xã Thạch Long tìm hiểu về mô hình thanh niên khởi nghiệp, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng với cách làm đơn giản mà hiệu quả của Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đoàn Quang Thuận, đang là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thanh niên khởi nghiệp, được nhiều bạn trẻ học hỏi về tinh thần dám nghĩ, dám làm. Cuối năm 2013, đầu năm 2014, để khai thác được tiềm năng lợi thế về diện tích đồi rừng của địa phương, sau một thời gian tìm hiểu, học hỏi về kỹ thuật nuôi ong lấy mật từ các địa phương trong và ngoài huyện, anh đã quyết định khởi nghiệp bằng mô hình nuôi ong lấy mật. Đến nay, sau hơn 3 năm, gia đình anh đã có hơn 100 đàn ong. Hàng năm, bước vào thời vụ phấn hoa đã cho anh thu hoạch từ 100 đến 120 lít mật ong. Sau khi trừ chi phí, anh còn thu lãi trên 100 triệu đồng trên năm. Trong 2 năm vừa qua, thì bên cạnh vừa tạo cho mình mô hình và mình cũng đã trực tiếp là giúp đỡ cho 7 đồng chí đoàn viên trên địa bàn xã có hoàn cảnh khó khăn để cùng phát triển cái mô hình của mình. Và thông qua cái chương trình này thì tôi cũng mong muốn là đoàn cấp trên quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho các đồng chí đoàn viên thanh niên tiếp cận với cái khoa học kỹ thuật, các cái mô hình, cái cách làm hay để phát triển kinh tế vươn lên. Anh Đoàn cho biết thêm, nuôi ong lấy mật là một mô hình phát triển kinh tế rất phù hợp với những người vừa tham gia công tác xã hội như anh, vừa có mong muốn phát triển kinh tế gia đình. Bởi nghề nuôi ong vốn đầu tư thấp, ít rủi ro và không mất nhiều công chăm sóc như các con vật nuôi khác, mà thời gian cho thu hoạch lại dài, từ tháng 3 đến tháng 6 và từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm. Hơn thế, địa phương Thạch Long lại nằm giáp danh với nhiều địa phương của huyện Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy, nơi diện tích cây ăn quả và đồi rừng rộng lớn, có nhiều nguồn thức ăn phong phú từ tự nhiên. Đây là những lợi thế cho phát triển mô hình nuôi ong. Từ những kinh nghiệm tích lũy được cùng với khát khao giúp đỡ các đoàn viên thanh niên khác cùng tham gia phong trào khởi nghiệp. Gần đây, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thạch Long đã mạnh dạn giúp hàng chục bạn đoàn viên thanh niên trong và ngoài xã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật và cũng thành công như anh. Một địa hình khác trong phong trào thanh niên khởi nghiệp tại quê hương đó là thanh niên Hoàng Minh Sơn, sinh năm 1993 ở thôn Hợp Thành, xã Thạch Hưng. Hiện nay anh đang làm chủ xưởng sản xuất cơ khí tổng hợp. Năm 2011, sau khi học xong trung học phổ thông, Hoàng Minh Sơn quyết định làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh quyết định theo học nghề cơ khí tại trường trung cấp nghề Ninh Bình. Sau khi tốt nghiệp trở về quê hương, trước hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn về vốn,
kinh nghiệm sản xuất. Nhưng với ý chí và nghị lực của tuổi trẻ, Sơn đã quyết tâm vay vốn mở xưởng sản xuất tại nhà. Thời gian đầu, do thiếu vốn, thiếu máy móc, nhân công chưa thành thạo, khách hàng cũng chưa tin tưởng vào xưởng cơ khí nhỏ do một người mới vào nghề làm chủ. Theo chương trình Thanh niên lập nghiệp, tôi cũng mở một xưởng cơ khí, tạo điều kiện công an việc làm cho 6 đoàn viên thanh niên trong toàn xã. Thu nhập bình quân mỗi người 6 triệu đồng một tháng. Thì qua chương trình, tôi cũng mong muốn được chương trình thanh niên khởi nghiệp của năm 2017, tôi muốn được hỗ trợ về kinh phí để phát triển và mở rộng các cái mặt hàng mà tôi đang làm, để xưởng tôi lớn mạnh hơn, thu hút được làm nhiều các đoàn viên thanh niên trong xã có công an việc làm hơn. Nhưng là trụ cột của gia đình, anh Sơn càng quyết tâm hơn với cái nghề mình đã chọn. Với đức tính cần cù, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, anh đã chủ động tìm đến khách hàng để trực tiếp tư vấn, nắm bắt nhu cầu làm khung cửa, mái tôn, khung nhôm, cửa kính, lan can cầu thang, cửa xếp, vân vân. Nhờ đó mà khách hàng ngày càng tin tưởng vào tay nghề và sản phẩm do anh sản xuất. Sau hơn 2 năm, xưởng cơ khí do anh làm chủ đã tạo việc làm thường xuyên cho 3 đến 5 lao động địa phương với mức thu nhập từ 200.000 đến 250.000 đồng trên ngày. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, anh còn thu lãi hơn 200 triệu đồng. Không chỉ là tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi, Hoàng Minh Sơn còn tích cực tham gia các phong trào hoạt động do đoàn địa phương phát động. Với vai trò là ủy viên ban thường vụ đoàn xã, bí thư chi đoàn thôn Hợp Thành, anh luôn thể hiện trách nhiệm, nhiệt tình, năng động với nhiệm vụ được giao và cả những khát vọng làm giàu của tuổi trẻ để truyền đạt với bạn bè, đoàn viên thanh niên trong thôn tích cực tham gia phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống cho bản thân và gia đình. Đến thăm và tìm hiểu về thanh niên Nguyễn Hồng Huynh, bí thư chi đoàn thôn Xuân Tiến, xã Thạch Cẩm, chúng tôi được biết năm 2003, dù anh đã thi đỗ đại học, nhưng do hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, buộc anh phải gác lại đèn sách, bươn trải làm thuê trong Nam ngoài Bắc, mang sao tích lũy được kinh nghiệm cùng với số vốn để trở về quê lập nghiệp. Năm 2009, để đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng bằng gạch không nung ngày một tăng cao, anh đã về quê bàn với gia đình vay vốn ngân hàng đầu tư mở xưởng sản xuất gạch không nung thủ công. Sản phẩm ban đầu làm ra chủ yếu là phục vụ bà con nhân dân trong thôn. Đến năm 2010, sau một lần vào Nghệ An tham quan học hỏi thêm về kỹ thuật sản xuất gạch không nung, anh đã quyết định vay thêm ngân hàng 20 triệu đồng đầu tư mua sắm lắp đặt hệ thống máy ép gạch bán tự động. Để có cơ ngơi như hôm nay thì bản thân là trước lúc làm đã gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về vốn. Thứ hai là về cái máy móc lúc đấy thì đang còn rất thô sơ, nhưng mà được sự động viên của gia đình, tức là đặc biệt anh em bên đoàn đã về động viên và công sức thì góp ý cho, thì tới giờ thì bản thân cũng đã sắm sửa được một số phương tiện và có cơ ngơi như hôm nay. Và trong thời gian tới thì để mở rộng quy mô sản xuất, là tăng cái năng suất lao động, thì bản thân đang muốn thay đổi cái máy và cũng mong muốn là đoàn cấp trên quan tâm tạo điều kiện để cho bản thân được tiếp cận các nguồn vốn, đặc biệt là vốn ngân hàng chính sách để tiếp tục mở rộng cái quy mô sản xuất. Sau hơn 8 năm kiên trì sản xuất cùng với đổi mới, nâng cấp hệ thống máy móc và mua sắm thêm 2 xe ô tô tải vận chuyển gạch đến tận chân công trình bàn giao cho khách hàng, sản phẩm gạch không nung của anh sản xuất đã đáp ứng được yêu cầu chất lượng và thị hiếu của khách hàng trong và ngoài địa bàn xã. Với mô hình này, mỗi năm trừ chi phí, anh còn thu về hơn 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, anh còn giải quyết việc làm thường xuyên cho 5 đoàn viên thanh niên trong xã với mức lương từ 4 đến 5 triệu đồng trên tháng. Nhằm góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi diện tích đất đồi rừng hiệu quả thấp sang trồng cây ăn quả có múi theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện, từng bước phục tráng thương hiệu cam Vân Du. Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện có rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình trồng cây ăn quả có múi tại các xã Thành Vân, Thành Tâm, Thạch Quảng, Thành Tân, v.v. Nắm bắt được chủ trương định hướng, lãnh đạo của huyện ủy, ủy ban dân huyện
cùng với ý chí vượt khó vươn lên, quyết tâm làm giàu ngay tại nơi mình sinh ra và lớn lên, thanh niên Bùi Ngọc Hoàng sinh năm 1992 ở thôn Bái Đang, xã Thành Tân đã quyết định lựa chọn cho mình hướng phát triển mô hình trang trại tổng hợp, mà trong đó chủ lực là trồng cam, chanh, bưởi. Năm 2014, anh đã mạnh dạn động viên gia đình vay vốn tích tụ và mua thầu hơn 9 hectare đất đồi rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ thuộc địa bàn thôn Bái Đang, xã Thạch Tân để phát triển mô hình trang trại. Ban đầu bắt tay vào thực hiện mô hình, Hoàng đã gặp một số khó khăn về nguồn vốn để đầu tư cải tạo vườn đồi, giao thông, thủy lợi. Nhưng với ý chí không đẩy lùi được lòng đam mê, cháy bỏng của chàng trai trẻ giàu nghị lực vươn lên phát triển kinh tế vườn đồi rừng, anh đã miệt mài nghiên cứu tài liệu, học hỏi thực tiễn từ các mô hình lân cận để ứng dụng khoa học kỹ thuật vào tưới nhỏ giọt, chăm sóc, làm cỏ, phòng trừ sâu bệnh. Đến nay, trang trại cây ăn quả của anh đã trồng được 1.000 gốc chanh, 1.000 gốc bưởi diễn và 500 gốc cam, cùng với các loại cây ăn quả khác như ổi, mít thái, với tổng nguồn vốn đầu tư vào trang trại lên đến hơn 300 triệu đồng. Hiện tại, chanh của anh đã cho thu hoạch vụ đầu tiên với mức giá tại vườn từ 10 đến 12.000 đồng trên 1 kg. Ước tính trong vụ thu hoạch này anh sẽ thu về hơn 1 tấn chanh. Nhưng mà được sự động viên của gia đình, bạn bè và đoàn viên thanh niên của thôn, của xã đã đến động viên. Bây giờ tôi có nghị lực, tôi phát triển vườn cây ăn quả của tôi. Bây giờ vườn cây của tôi bây giờ đã chuẩn bị được thu hoạch như cam, chanh, bưởi. Tôi muốn qua chương trình này, tôi muốn được tiếp cận với nguồn vốn và khoa học kỹ thuật để tôi nhân rộng và phát triển mô hình này rộng và mạnh hơn nữa. Để tiếp tục thực hiện nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, xác định công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó mở rộng, tập hợp đoàn kết thanh niên, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện đã và đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ đoàn viên thanh niên trên bước đường lập thân lập nghiệp. Hàng năm, huyện đoàn Thạch Thành đã tổ chức giao ban, hội nghị, triển khai tuyên truyền vận động cho đoàn cơ sở, chủ động khảo sát và nắm bắt nhu cầu học tập, nghề nghiệp và việc làm của thanh niên. Từ đó làm cơ sở chủ động phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức các buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi, tham quan mô hình làm kinh tế hiệu quả cho đoàn viên thanh niên. Có đó đã giúp đoàn viên thanh niên nâng cao kiến thức, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của bản thân, gia đình và địa phương, nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên có điều kiện kinh doanh phát triển sản xuất. Huyện đoàn Thạch Thành đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội để giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi cho thanh niên phát triển kinh tế. Hiện hai phong trào xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc và phong trào đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp. Trong những năm qua, Ban Thường vụ huyện đoàn đã bám sát các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của huyện để chỉ đạo đoàn cơ sở tích cực tham gia phát triển kinh tế của địa phương. Cụ thể là các chương trình như là chương trình cải tạo đồng cảm để trồng những loại cây có giá trị kinh tế như cây ăn quả, cây dược liệu, kết hợp chăn nuôi các loại con có giá trị kinh tế và phù hợp với lợi thế của từng vùng, theo hướng là chuyển từ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ phân tán sang chăn nuôi trang trại tập trung và có bảo vệ môi trường. Trong đó đã xuất hiện nhiều cái tấm gương thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế, quyết tâm làm giàu chính đáng tại địa phương. Đến nay, đoàn thanh niên toàn huyện có 163 mô hình thanh niên phát triển kinh tế. Tuy nhiên, đối với thanh niên Thạch Thành, chủ yếu là thanh niên nông thôn, việc khởi nghiệp, lập nghiệp còn gặp rất nhiều khó khăn về vốn, về tư liệu sản xuất và về kinh nghiệm sản xuất. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ huyện đoàn rất mong huyện sẽ có nhiều cái chính sách và nguồn vốn để hỗ trợ cho thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp và nhân rộng các cái mô hình kinh tế trong thanh niên. Nào anh em ta cùng nhau sông ta lên đà. Với những hoạt động thiết thực đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp của các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã và đang góp phần phát huy tinh thần tuổi trẻ xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo và góp phần thành công vào công cuộc chung tay xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ thi học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2018 vừa qua, cô học trò nghèo Vũ Thị Thùy Duyên, học sinh lớp 10 C6, trường trung học phổ thông Thạch Thành 1 đã vượt qua mọi khó khăn, đạt giải nhất môn thi hóa học. Trong số 38 em học sinh giỏi của trường trung học phổ thông Thạch Thành 1 tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa qua, Duyên là một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong ngôi nhà nhỏ tại thôn Liên Hưng, xã Thành Hưng là nơi nuôi dưỡng em khôn lớn. Gia đình có 4 thành viên, bố thì thường xuyên đi làm ăn xa, chị gái lớn đã đi lấy chồng, nên dường như mọi công việc trong nhà đều do đôi bàn tay gầy yếu của người mẹ gánh vác. Kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào vài sào ruộng khoán và những đồng tiền ít ỏi của bố gửi về. Cuộc sống hết sức khó khăn, nhiều ngày mẹ em còn phải đi làm thuê kiếm thêm tiền để phụ nuôi em ăn học. Trong cái khó khăn chồng chất khó khăn ấy đã tiếp cho em thêm nhiều nghị lực là phải tìm cho mình một lối thoát, mà ở tuổi em lúc này là phải học và học thật giỏi. Trong suốt những ngày em học tiểu học hay trung học cơ sở, Duyên luôn là học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh. Và tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018, được sự quan tâm động viên của gia đình, thầy cô, em đã mạnh dạn đăng ký dự thi vào trường trung học phổ thông Thạch Thành 1 với mong muốn là tìm được một ngôi trường học tập thuận lợi để nuôi lớn ước mơ, hoài bão của mình. Và kết quả trong kỳ thi đó, Duyên đã đậu với số điểm rất cao. Cũng tại đây, vượt qua nhiều các bạn cùng lớp, cùng khóa, em được nhà trường lựa chọn vào đội tuyển ôn thi học sinh giỏi môn hóa của trường. Hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình em, nhà trường, các thầy cô giáo và bạn bè luôn sát cánh hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần. Lớp học đội tuyển cũng giống như một gia đình nhỏ, mà ở đó thầy cô đã dồn hết kiến thức, tâm huyết cho mỗi giờ lên lớp. Và hôm nay đây, tuy mới chỉ là bước đầu, Duyên đã không để gia đình, thầy cô, bạn bè và những người đã và đang đặt niềm tin ở em phải thất vọng. Trong kỳ thi học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh vừa qua, em đã xuất sắc đạt giải nhất môn thi hóa học. Không chỉ dẫn đầu môn hóa, em Vũ Thị Thùy Duyên còn được bạn bè nể phục bởi sự chắc chắn, đồng đều trong tất cả các môn học. Em là một trong những gương mặt xuất sắc nhất của lớp cũng như của toàn trường trung học phổ thông Thạch Thành 1. Khi mà nhận được tin là em đạt giải nhất thì em cảm thấy rất là vui ạ. Em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những thầy cô đã tham gia giảng dạy với em trong thời gian ôn tập đội tuyển vừa qua. Và đặc biệt là em muốn cảm ơn thầy Tàu Văn Việt ạ. Thầy đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian ôn tập đội tuyển ạ. Và trong thời gian sắp tới thì em muốn sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đạt được những kết quả tốt hơn ạ. Con đường học tập, lập thân lập nghiệp đang rộng mở trước mắt, nhưng cũng còn nhiều thử thách và gian nan. Mong rằng trong thời gian tới, học sinh Vũ Thị Thùy Duyên và nhiều bạn trẻ hãy vững tâm vượt qua, phát huy truyền thống hiếu học, mang nhiều vinh quang về cho bản thân, gia đình, nhà trường và quê hương Thạch Thành.